xem sao. Giờ thì chi anh? Anh bị rơi chẳng lâu chưa? Người bé tí. Bằng ơi, xích cô lên được kia lên. Trời, chưa? Lên ngoài cùng luôn đấy. Đấy đúng rồi, chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chủ mày ấy. Đâu nó mưa nó bạt bên kia sang mà mày thấy không thấy gió bên kia sang à? Đấy lúc thì. Alo. Rồi. Cất cái giấy, cất hết đồ đi. Nam Phong ơi, cất hết đồ đi em ơi. Nam Phong ơi, cất hết đồ đi em ơi. Ôi, cất gọn đồ vào, tôi rất thích nha. Sẽ là pha đá phạt đến từ FC Lang ạ. Nếu mẹ, tôi chịu đấy. Chụp bức ảnh về đăng story. Chụp cái gì? Chụp bức ảnh về đăng story. Mày á? Không, ý là chụp bọn kia ấy. Trẻ ô ca hôm trước thắng trẻ ô ca hôm trước thắng cái đội nợ 1-0 Mobi FC 1-0 thắng Mobi hai với lộn một pha phạm lỗi đến từ cầu thủ số sáu.
lấy tiếng sân cao lên nè. Lấy tiếng sân cao lên. Này, cứ lấy cao lên. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, 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 được rồi. Nâng lên tí nữa, một tí thôi. Ok chưa? Rồi, rồi, rồi. Bên này hình như một hiệp 25 phút thôi, bên kia hiệp 30. Bên này lâu quá rồi. Hiệp 30 ấy. Con trẻ mà. Sơn ơi, có tiền lăng trận trước đang chưa đánh 900 người lắm nha. Có tiền lăng trận trước đang anh. Nhìn anh số 7 bên xanh này giống cán cờ dít thôi. Anh đang cầm bóng ấy. Đồng cán cái gì nào? Giống cái lục. Giống ấy. Đá leo khác gì tao. Thằng nào? Alo. Đăng đi mân, đăng đi mân. Dạ. Chị Thành bảo chị Ben đừng nói gì. À. Cầm máy rồi. Mẹ nó gì? Bác ơi, danh đang đi làm, tí về danh gọi lắm ạ. Chào anh. Thằng gôn này bắt hai này. Người vẫn lộn mày, tí nhìn xem mà xem. Hả? Đâu thằng gôn này này. Thank you.
lên, tăng lên, hết mưa rồi tăng lên tí. Ok chưa? Ok chưa? Rồi rồi. Bằng ngay xích sang bên này tí đi, ướt ướt ướt. Ok chưa? Rồi rồi rồi. Từ từ thôi, mày giúp mày di chuyển từ từ thôi, đi mọi tao quay ném bên này, tao bảo mày di chuyển từ từ thôi, bắt nhanh lên. Cút người. Hả? Cút người sao mày kìa?
này ướt bây giờ thôi. Giơ cao lên tình huống này, giơ cao lên tí nào. Thôi được rồi, được rồi, thôi thôi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Dạ. Không bảo mày đâu. Lùi lại một tí rồi nhá. Lùi lại một tí nữa, ướt người mày nhá. Được rồi, để thôi. Cái gì bọn? Có bị treo không? Không, không. Nâng cái cần lên một tí nào. Nâng hô. Hả? Nâng hô. Ừ, nâng hô lên tí. Ok chưa? Lên tí nữa. Ok chưa? Đội này có năng tiền đạo số 10 cũng hay. Đạo vài đề hay rất là màu hồng á. Ừ. Thằng đi Mizuno đỏ nhìn mặt đẹp đẹp trai này đã hay rồi. Thằng bên đôi đỏ.
Thằng ghê sụt ghê lắm đấy, thằng của Phoenix, thằng chính đó. Hả? Đá đội một, đội một thì nó được đá nhưng đá chính thì chưa biết, hình như không, có hả? Hôm nay trận đá là, nhưng nó đá hay, sụt ghê với lồn, to lồn quá, chân trái à? Ừ, nó đá chân trái này. Mày nhìn cái thằng tiền đạo cắm số 10 giống anh hôm bữa mày đem đẹp trai của Music đây không? Thằng tiền đạo, không, thằng tiền đạo cắm áo hồng ấy. Giống ai? Giống cái anh đội Music mà mày nói đẹp đẹp trai Đô Đô ấy. Là trung vệ á? Ừ. Đúng không? Hơi hơi thôi. Ừ, thằng này đen hơn, thằng này đen hơn. Cái đẹp trai đó luôn. Diễn viên mà. Xuyết. Một cầu ấy, số 6. Wow. Không được. Xuyết thẻ vàng. Má lồn run nhanh thế. Mình chưa rõ là lồn gì rồi. Trên chân thì mình biết nó rất là trơn, sân rất là trơn, không thuận tiện cho các cầu thủ, không thuận tiện cho các cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, có lối chơi kỹ thuật và bóng ngắn. Thời tiết ở đây thì bây giờ rơi vào tầm 25 độ, rất mát mẻ, 29 độ, rất mát mẻ, nhưng mà chân hơi trơn. FC áo đỏ. Và đây là thủ môn béo. Phạt bóng lên cho tiền đạo gầy. Tiền đạo gầy đỡ bóng. Ôi phạm lỗi rồi. Tiền đạo gầy đó. Phạm lỗi. Nó chuyển bóng rất kỹ thuật. Đây người, lỗi rồi. Một tình huống phạm lỗi rất thô bạo đến từ cầu thủ áo đỏ, giày đen, áo đỏ, tất đỏ, quần đỏ. Ăn thôi. Bóng là cầu thủ đùi to. Cầu thủ đùi to sẽ là chọn phương án nào? Đứng trước cơ hội. Mở bóng dứt điểm. Cơ hội. Không được. Phản công này cho đội đỏ. Phản công. Một pha phản công rất nhanh. Ui. Một pha bóng rất nguy hiểm. Nắng con mẹ rồi. Thủ bóng bằng cả hai chân nhưng mà rất may là trúng bóng. Nếu không trúng bóng coi thì có thể là thẻ hồng. Vừa rồi là một pha bắt lỗi của trọng tài Nguyễn Văn Bằng, trọng tài FIFA.
kết thúc chưa phút thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa FC Lăng và FC Áo Đỏ. Đó là Trường Phúc ăn rồi. Trường Phúc được một quả rồi. Trong khuôn khổ vòng bao nhiêu của Việt Football King of Cup diễn ra tại sân bóng Cường Quốc 2. Địa chỉ bao nhiêu chưa rõ. Thời tiết không có việc thủ thi đấu. Thời tiết hiện tại là đang mưa.
giống như kiểu cơn mưa Istanbul huyền thoại. Số 7 dứt điểm không vào. Hoan hô thủ thành vàng béo. Mày coi coi video tao bình luận đi. Quay xa xa như kiểu quay lén ấy. Rồi, chất tay từ thành vàng béo. Bây giờ là cầu thủ dài đỏ tắt đỏ. Cầu thủ tắt đỏ dài đỏ thoát bóng. Bóng đỏ đi hết đường bên ngang. Quyền ném biên à, quyền đá biên thuộc về các cầu thủ FC Lăng. Những tình huống cài đề khá hay. Cùi chỏ, giật chỏ các kiểu con đà điểu lên gối xuống chỏ. Bây giờ ném biên thuộc về các cầu thủ FC Lăng. Cơ hội không được. Anh béo xử lý quá chậm. Rất thay. Hoan hô thủ thành béo vàng. Tỷ số hiện tại là đang hiệp 2 là không đều. Hiệp 1 bao nhiêu không biết. Bên kia là thủ các cầu thủ FC quần đỏ, tất đỏ, dài đỏ, áo đỏ đang kiểm soát bóng. Cầu thủ gầy đang cầm bóng truyền cho thủ thành béo vàng. Thủ thành béo vàng truyền cho cầu thủ nhiều lông. Không được. Cơ hội. Không được. Rất nguy hiểm. Một pha xử lý không an toàn đến thủ thành béo vàng. Vẫn đang là lối chơi kiểm soát bóng. Cho dù thời tiết không ủng hộ các cầu thủ với lối chơi ban bật nhỏ nhưng mà vẫn trung thành với lối đá kiểm soát bóng. Đây là thủ thành đen khờ Nguyễn Văn Bằng của FC Lăng. Nguyễn Văn Bằng được đào tạo từ FLC Thanh Hóa, U15 FLC Thanh Hóa, và hiện nay anh không được triệu tập lên tuyển U23 đá SEA Games nên anh đã nghỉ học để đi học tại Đại học Thủy Lợi, một trường đại học khá là nổi tiếng tại Việt Nam. Nổi tiếng với nền bóng đá, với rất hay. Thủ thành béo vàng rất hay, trọng tài không thấy. Mới chạm một tay thôi, hai tay mới penalty mà. Rất hay, phạm lỗi rồi. Có thể vàng hay không? Không có thể vàng. Thủ thành béo vàng đang nói với gì đấy với một anh chàng lắm râu. Hiện tại thì hình như là đội xanh đang thắng nên là thế trận cũng trần giải. Không có gì là bắn nhau, châu bò hóc nhau hết. Tiếp tục đứng trong bóng là anh đội trưởng béo. Anh sẽ làm gì? Anh sẽ mớm bóng cho người này suýt hay là mớm bóng cho người kia suýt? Thủ môn béo vàng đang rất tập trung. Cơ hội dứt điểm. Khá nguy hiểm. Bây giờ các cầu thủ FC Lăng được quyền đá phạt góc. Đánh đầu. Không vào cơ hội phản công. Phản công dành cho cầu thủ áo đỏ. Qua người 1, 2, 3, 4. Dứt điểm. Không vào. Đã có lỗi của cầu thủ áo đỏ. Các cầu thủ FC Lăng vẫn đang kiểm soát bóng. Vì họ thắng mà vội gì. Thủ môn bảo mày vào đây. Vẫn đang là FC Lăng. Không được. Vừa rồi thì Cán Cân Dít đã không dập được bóng. Cán Cân Dít hiện tại đang thi đấu dưới màu áo của FC Phoenix. Nhưng hôm nay được được sự đồng ý của đảng ủy thì Cán Cân Dít về đây đá cho FC Lăng. Vẫn là Cán Cân Dít căng ngang. Không được. Tình huống vậy mà khá kỹ thuật.
phải mã trên không. Bây giờ truyền cho thủ môn Đen, Đen Béo. Đen Béo đá lên. Chất thai, một pha phá bóng giống như kiểu PB. PB Junior Carlos de Lima. Đội tuyển Nam Trang có sự thay đổi người, cầu thủ vào sân là PB Junior Carlos de Lima. Vào sân. Tiếp tục là kiểm soát bóng, chuyền về cho thủ môn Đen, Đen Béo. Thủ môn thì cứ về là phát thôi, an toàn là bạn. Rất hay, khống chế rất hay. Bớt tố hài, mấy cái cơ bên rồi. Xuống đi, xuống đi, lỗi rồi, thẻ vàng hay không? Và đã có thẻ vàng cho cầu thủ số 17 bên phía FC áo đỏ. Alo. Hello. Khỏe không? Dứt điểm. Cùng vào. Đang ai nâng cái cần lên nhé. Nâng cái áo mưa lên nhé. Ủa? Ừ. Áo mưa nó lộn vậy. Rất điểm. Ok chưa? Nâng lên tí. Lên tí. Rồi ok rồi đấy. Chết rồi, bị phô nick rồi. Penalty. Còn đây là cầu thủ Vinicius Junior de Lima. Rất hay. Ôi giời ơi. Wow. Một quả dứt điểm quá đẳng cấp đến từ cầu thủ trên sân. Cú chữ U hình cộng 10. Thời gian bây giờ là 2 giờ sáng. Đây là cầu thủ chéo người. Cầu thủ gầy. Chân trái. Chân phải. Chân cán cơ dít, cán cơ dít, tranh chấp. Rất tốt, ai đầu cán của chúng tôi. Sáng bơ gì. Ui thôi. Rất phiêu lưu, một lối chơi rất phiêu lưu. Dưới điều kiện sân chơi bóng ướt này thì thủ môn không được tự tin như thế. Đó. Một pha chơi bóng khá lan xả của cầu thủ Béo đội trưởng. Đội trưởng Béo. Bây giờ là anh Nhiều Dâu. Anh Nhiều Dâu chuyển cho anh Ít Dâu. Một đường chuyền dài rất chính xác. Cầu thủ áo xanh chuyền cho cầu thủ áo đỏ. Rất hay, cần vào bóng. Không được. Xin 30 nhưng mà 30 tiền lẻ. Ôi giời, đây là cổ bóng rồi. Lóng thủ. Không được. Bắt cả thằng lồn này đấy. Rồi,
đi. Đi mẹ kéo mày mẹ lùn. Đi mẹ chiều khúc khán giả kìa. Văn Phương. Cô đích người hòa rồi bạn ơi. Cô đích rồi. Cô đích người hòa rồi. Cô đích đang tiền đạo số 19 ai mà. Cô đích rồi. Giật thay, cơ hội, không vào. Dứt điểm đi. Không dứt điểm. Nếu cần dứt điểm, bảo bọn mình thắng rồi không dứt điểm nữa. Càng cái dứt đang hô hào. Đánh đâu? Không được. Không có long thủ ở đâu, ở đây cả. Long thủ vừa mà đánh đầu thì 11 đấy. Long thủ vừa lê đằng sau ấy. Vậy là đây là anh có thể không? Liệu có tình huống có thể không? Trọng tài đang nhắc nhở áo xanh. Nhưng không sao cả, có ấy là giữa mặt cho nhau thôi. Một tình huống trao gửi yêu thương. Để xịt công ở đây nha. Ờ, xịt ra. Thế điệp cơ. Thế điệp 1 đúng không? Đúng. Chuyền dài. Một pha chuyền dài. Khá hay. Một pha đầm bóng đến từ thủ thành bút quét. Chúng ta đang thấy một cuộc dạo chơi của Lăng. Tỷ số đến hiện tại đang là 3-1. Vẫn còn. Và bay người rất hay đến từ thủ môn bên phía của áo đỏ là cái gì đấy? Áo đỏ là tôm. Cường Dồn đưa chuyền cho số 6. Bóng đã được luân chuyển sang bên phía đánh đầu. Trong pha bóng vừa rồi thì sự chủ động là của số 7 Tuấn Nhậm. Của Minh Minh Khai đá trận nào. Đưa bóng vào trong. Đánh đầu. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì bóng đã nằm gọn trong tay của Tô Thành Đạt.
bên phía của MC Thành Tôm và anh em đã có sự thay đổi người. Dứt điểm. Không có gì khó dành cho thủ môn bên phía của Lăng cả. Cầu dồn. Sân trơn bóng ướt nên pha xử lý vừa rồi là không thực sự tốt. Cầu thủ số 27 bên phía của Tôm đang bị đau. Trông có vẻ khá đau đớn. Các y tế đâu rồi? Những cô y tế xinh đẹp đâu rồi? Chưa thấy vào sân nhỉ? Phút thi đấu thứ 43. Tỷ số đang là 3-1. Nghiêng về cầu thủ Lăng. Phạt công dành cho cầu thủ bên phía Thành Tôm. Đã có lỗi. Thẻ vàng sẽ được rút ra mà thôi. Pha tắc bóng là nguy hiểm. Mọi người phải nhận trước thẻ vàng này là cầu thủ mèo số. Số 10. Trong pha bóng vừa rồi thì buộc phải phạm lỗi, nếu không sẽ mở ra một cơ hội rất lớn dành cho cầu thủ bên phía Thanh Tổm. Dứt điểm ngay. FC Lăng đang có sự thay đổi người. Như vậy là đội trưởng bên phía FC Lăng sẽ thay người. Vào sân là số 26 Nhân Sôi, Lê Hữu Nhân. Phản công. Không có gì. Đá biên cho Thành Tôm và anh em. Không phải như vậy là một pha phạm lỗi.
sân trơn bóng ướt, hai đội đang bảo bóng rất nguy hiểm. Không có gì. Thần Tôm và anh em phải thay đổi lối chơi để có thể rút ngắn tỷ số. Phản công không được. Khá hay. Một pha xử lý không tốt. Trọng tài vừa rút thẻ vàng cho bên phía FC Lăng. Phát bóng lên cho Thần Tom và anh em. Rất hay. Một pha đẩy sau. Một pha đẩy sau của Thần Tom và anh em. Một trận đấu đôi cân, đôi công rất mãn nhãn của hai đội. Một pha xử lý khá hài hước đến từ thủ môn bên phía Thần Tom và anh em. Rất may là trái bóng chưa vào lưới. Vừa rồi thì có những hạt mưa và bây giờ trời đã nắng gắt lại. Đá biên cho FC Lăng. Thần Tom và anh em cần triển khai lối chơi nhiệt hơn, cống hiến hơn để có thể rút ngắn tỷ số. Nếu mà cứ đá như thế này thì không thể nào mà vào được. Rất hay. Tốc độ vẫn còn. Quá hay. Một pha tắc bóng của thủ môn bên phía Thần Tom và anh em. Tỷ số đang là 3-1. FC Lăng vẫn đang triển khai lối chơi từ từ, bình tĩnh. Hay, rất hay. Không được rồi. Một pha phạm lỗi của Thần Tom. Người phạm lỗi là số 10 Trường Con. Một khoảng cắt sút phạt rất đẹp. Đội trưởng bên phía FC Lăng. Không vào. Trái bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn. Như vậy là trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Phản công. Sút. Không vào. Rất tiếc, rất đáng tiếc. Trái bóng đã đi sượt cung đàn. Chỉ cần một chút nữa thôi là trận đấu sẽ chấm dứt. Phản công. Chuyền xuống đáy. Không vào. Sút. Không vào. Như vậy là không có tình huống phạt góc. Thủ môn của bên phía Lăng đang bị đau. Đau rồi, đau rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Trọng tài đang xem thủ môn của bên Lăng có tiếp tục thi đấu được không. Như vậy là vẫn tiếp tục thi đấu được.
Thần Toàn và anh em cần cố gắng hơn, chỉ còn một phút bù giờ nữa thôi. Phản công rất hay, không vào, quá đáng tiếc. Như vậy là không có một pha phạt góc. Phát bóng lên dành cho FC Lăng. Vừa rồi mà một cú sút tốt hơn thì trận đấu có lẽ sẽ căng thẳng về những giây cuối cùng. Phản công không được. Như vậy là không có lỗi gì hết. Một pha đá phạt lên cho Thần Tom và anh em. Rất hay. Sân chân không được. Mặn Ferrari. Một pha bứt tốc của Mặn Ferrari. Nhưng trái bóng lăn rất nhanh. Các bạn cùng cổ vũ chia sẻ live stream để giúp cho đội Thần Tom và anh em có bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Phản công nào. Sút không vào, một pha. Như vậy là có phạt góc. Khả năng đây là tình huống cuối cùng. FC Thần Tom và anh em cần tận dụng cơ hội tốt hơn. Không vào. Một quả có kinh nghiệm đến từ FC Lăng, đó là Trọng Tiến. Và có kinh nghiệm của Trọng Tiến. Thả trái bóng để hết gôn. Rất hay. Không được. Đá biên cho Thần Tom và anh em. Rất hay. Sút không vào. Trái bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn. Cú sút quá nhẹ, trái bóng đi rất hiền. Thả đấy. Trả ngược ra không. Sút không vào. Lên trời. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Tỷ số ghép lại với chiến thắng FC Lăng 3-1 Thần Tom và anh em. Một trận đấu rất mãn nhãn, đôi công của cả hai bên. Và chiến thắng cực kỳ. FC Lăng quá đáng tiếc. Xin hẹn lại, gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cầm cầm nghe.